đậu xe góc khuất cho mát mẻ, không ngờ lại khiến cho tên trộm có cơ hội ra tay. Dựng xe không trông coi thì rất dễ mất trộm, hơn nữa dựng ở góc khuất thì nguy cơ trộm cắp khá cao. Clip sau một lần nữa khuyến cáo bà con khi dựng xe cần dựng vị trí dễ quan sát, nhìn ngó. Theo ghi nhận camera ở khu vực Bến Lức, Long An cho thấy, lúc này hai đối tượng thấy chiếc xe Filter dựng bên tạp hóa quay đầu sẵn góc khuất tầm nhìn. Ngay lập tức tên ngồi sau nhảy xuống tiến tới núp rình bẻ khóa xe rồi cả hai tẩu thoát. Trước tình hình trên, công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi đậu xe phải khóa cổ xe, đậu xe nơi dễ trông coi, không bị khuất tầm nhìn. Người dân nên lắp đặt camera quan sát được khuôn viên nhà ở nơi kinh doanh để đề phòng kẻ gian. Khi đi vắng nên nhờ hàng xóm trông coi hộ. Các cơ sở cầm đồ không cầm, mua xe không rõ nguồn gốc hoặc có biểu hiện nghi vấn xe gian, đồng thời khuyến cáo người dân có xảy ra bị mất trộm. Các cơ sở cầm đồ khi phát hiện người đến cầm bán tài sản có biểu hiện nghi vấn thì nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!